Lâm Quốc Thiền Định xin kính chào toàn thể bà con ạ. Còn hôm nay ngày mùng 2 tháng 11 em lên lô máy 13 con nha bà con. Vâng, báo giá cho bà con lô máy 13 con. Cũng đến đủ các thương hiệu khác nhau ạ. Vâng, lô máy này em báo giá đã bao ship bao đồ cho bà con hết rồi nhá. Vâng, bà con anh chị em nào mà có chốt con nào thì liên hệ đến số điện thoại 0973164668 nha. Vâng, con này đã bao đồ, bao ship toàn quốc. Vâng, đồ thì có là dao vuông nhá. Dao vuông, bát phát cước ạ. Dây đeo và tít mở buji nhá. Vâng. Em bắt đầu luôn ạ. Vâng, con số 1. Con số 1 con A1 ạ. Đến từ thương hiệu Talaka 20cc. Vâng, con này chỉ có giá 1 triệu thôi bà con. Con này 1 triệu. Bác nào cao tuổi thích nhẹ nhàng. Vâng, phát cỏ gia đình. Nhà như ngoài bác ấy có phát 1 2 sào thì lấy dòng những dòng như vậy nhá. Nó vừa túi tiền mà xài cũng ok cho các bác nhé. Vâng, con A1. Con A1 có giá 1 triệu, đến từ thương hiệu Talaka. Vâng, tiếp tục là con số 2. Con này cũng Talaka, cũng là nó cả, nhưng con này mới hơn nhá. Vâng, con này mới hơn. Con này mới hơn kia. Vâng, con này em bán mới hơn thì em đắt bán thêm 100 ngàn đấy nhá. Con A2 có giá là 1 triệu 1 nha bà con. Vâng, đi nguyên bản cho bà con nguyên 100% luôn ạ. Vâng, bà con nào thì kết con nào thì gọi cái bạn Zalo nhá. Cái bạn Zalo và gửi cho em một tin nhắn. Vâng, ví dụ như cái lô này chẳng hạn. Cho mình xem con video con A2. Rồi em sẽ quay một cái video để test thử cho bà con luôn ạ. Vâng, con số 3. Con số 3 cũng đến từ thương hiệu Talaka. Vâng, con này 22cc lòng 32 ly nhá. Vâng, con này có giá là 1 triệu 2 nhá. 1 triệu 2 cho con A3. Còn tương đối mới luôn ạ. Vâng, con Talaka 22cc có giá là 2 triệu 2 nha bà con. Con số 3 A3. Vâng, tiếp tục là con số 4 ạ. Đến thương hiệu Maruyama. Con Maruyama này thì có giá là 1 triệu 2 nha bà con. Con này 22 cũng 20cc. 1 triệu 2. Vâng, riêng nguyên 100% luôn ạ. Vâng, bốn con này toàn bộ xả chế ngang hết nha bà con. Có số 1, số 2, số 3, số 4 đều chế ngang hết nha. Vâng, con A4 có giá 1 triệu 2 nha. 22cc. À 20, 20 xin lỗi ạ. 20cc. Chế combo rồi. Vâng, tiếp tục là con số 5 ạ. 23cc. Con này cực kỳ mới nha. Tại vì nó mất cái bình xăng này thôi. Cái bình xăng này là nó cũng còn mới lắm nhưng mà nó về nó bị vỡ. Em sẽ thay bình xăng to ở cái máy xăng khác xăng nên nó như vậy. Nó hơi tối màu so với lại cái vỏ một tí. Và thực tế là con này rất mới nhá. Con này cực kỳ mới. Vâng, mới còn cái tem ấy của nó ở cái bình xăng cũ, em còn ráp vào cái bình xăng cũ này ạ. Vâng, con số A5 có giá là 1 triệu rưỡi ạ. Đến từ thương hiệu Maruyama 23cc. Tum rời tum nhôm nha bà con. Nguyên bản cho bà con 100% luôn. Vâng, tiếp tục là con Maruyama tiếp ạ. Cũng 23cc lòng 32 ly ạ. Con này cũng còn mới ạ. Vâng, con 23cc của Maruyama này có số A6 có giá là 1 triệu rưỡi nha bà con. Chỉ có 1 triệu rưỡi thôi ạ. Vâng, con này đang tay 1 nhá. Bà con nào yêu cầu gắp tay 2 em sẽ ráp ạ. Bà con nào gắp tay 2 em tặng luôn cái tay A1 này luôn cho bà con hai tay riêng cái dòng con máy này nhá. Vâng, đã hai tay cho bà con. Giá là 1 triệu rưỡi, bao ship, bao đồ đều đủ, đầy đủ phụ kiện nhá. Cực kỳ dễ nổ cái dòng này, dễ nổ, ăn đỡ xăng. Vâng, tiếp tục là con Hitachi 21cc. Mới đến 90% ạ. Vâng, con Hitachi 21cc. Nguyên bản 100%. Mới từng con ốc luôn. Công tắc nằm trên tay luôn. Vâng, con Hitachi, con A7 có giá là 1 triệu 350 ngàn đồng nhá. Vâng, tiếp tục là con số 8 ạ.
Con số 8 đây thương hiệu G2K của Komatsu Genwatt. Đã lên chế 2 kim ạ. Chế là chế Zin 3 nhá. Dòng chế đắt tiền, chế mới mà dòng chế đắt tiền nhất hiện tại bây giờ đấy ạ. Cái dòng chế này các bác bây giờ ra tiệm thay cũng phải mất tầm 200 ngàn đấy ạ. Chưa kể bát rồi, chưa kể lắp gió. Và con này em đã lên chế này em bán giá là 1.850.000 đồng nhá, tum rời cho bà con. 1.850.000 đồng cho con G2K lòng 34 ly, công suất tầm khoảng 26-27cc đấy ạ. Nếu mà lên chế này tầm 27cc gì đấy. Và có giá là 1.850.000 đồng. Vâng, tiếp tục là hãng đến thương hiệu Singu ạ. Vâng, đời Singu này gần như 100% nó xài chế ngang này hết các bà con nhé. Riêng mấy cái đời này nó xài chế ngang hết, rất dễ sử dụng, ăn đỡ xăng, trục giật trợ lực. Vâng, mấy cái bác ở ngoài Bắc thì lên mua những dòng máy như vậy nhé. Tại vì nó đỡ trục trặc đường xăng, không mấy khi phải rờ đến bộ phận chế của nó cả. Thứ nhất là vậy, thứ hai nữa giá thành nó vừa phải, mình có thể phát cước được những dòng máy này. Tại vì nó 26cc ạ, giá tiền nó cũng vừa phải thôi. Nó có 1.500.000 cho con số A9 ạ, 1.500.000. Con số A9 26cc lòng 34 ly nhá. Và các bác có thể phát cước phát giao là những dòng này. Những các bác nào ở ngoài Bắc mà làm công việc gia đình nhá. Một vài sao ngoài Bắc thì thôi dẫn xài những con này được rồi ạ, không phải cứ Mitsu đâu ạ. Tại vì Mitsu em nói thật là các bác đã phải bỏ cái tiền thương hiệu của nó ra, nó phải mất 200-300 nghìn rồi. Thực tế ví dụ có một con Mitsu 2.4 triệu chẳng hạn. Nếu mà đúng giá trị thì chất liệu của nó thì nó tầm khoảng 2.1-2.2 triệu là cùng thôi ạ. Nhưng mà chỉ vì mà mọi người cứ đổ xô đi Mitsu nên là tự nhiên giá thành nó cao lên vậy nhá. Vâng, con số A9 có giá là 1.500.000 đến từ thương hiệu Singu. Cực kỳ, cái thương hiệu này cực kỳ dễ xài nhá. Vâng, con số 10, A10. Con này thì mới hơn một tí, vì xăng còn trắng tinh mà con này. Vâng, con này có đã ăn thêm 100.000 nữa. Con này giá 1.600.000 nhá. Còn cực kỳ mới luôn, mình sang các thứ còn trắng nguyên, vẫn trục giật trợ lực nhá. Vâng, riêng nguyên bản 100% cho các bác, mới 90%, giá chỉ 1.600.000 cho con Singu 26cc lòng 34 ly đây ạ. Các bác nào thích khỏe giá tiền vừa phải đấy nó đấy nhá, chế ngang. Vâng, tiếp tục là con số 11 ạ. Con số 11 đến từ thương hiệu Estin 2201. Vâng, một con Estin 22cc. Con A11 có giá là 1.400.000. Đây các hộp nguyên bản nguyên rin từ ra đến giao cho các bác luôn. Có giá là 1.400.000 cho con Estin 2201. Vâng, tiếp tục là con số A12 đến từ thương hiệu Robin LB262. Vâng, một con Robin LB262 xác lớn cực khỏe, có thể phát cước phát đủ kiểu đây. Con này thì khỏe, bác nào diện tích nhiều thì xài những cái dòng to nhỉ hơn một tí như thế vậy. Vâng, con số A12 có giá là 1.700.000 ạ. Vâng, đến từ thương hiệu Robin LB262 ạ, có giá 1.700.000 nha bà con. Bà con nào thích khỏe. Con này thì nó nặng hơn mấy con Singu nhá. Nó cũng 26-27cc thôi nhưng mà nó nặng hơn con mấy con này cả ký đấy nhỉ. Hơn 1 ký đấy ạ. Vâng, tiếp tục là con số 13 luôn ạ. Đến từ thương hiệu G, mang tên là G3L ạ. Nó là thuộc hệ như của G3K đấy ạ. Vâng, đến từ thương hiệu Komatsu nhá. Made in Japan. Đến từ thương hiệu Komatsu, lòng 36 ly. Và con này thì cực khỏe rồi. Cực khỏe, cực châu bò rồi, bị sân trên. Và con này có giá là 3.100.000 nhỉ. Con số 13. Con này bác nào mà thích thay lòng 40 có đấy nhỉ. Con này lòng hiện tại của nó lòng 36 ly thôi, 36 ly, 33cc. Nhưng mà bác nào thích khỏe nữa, sau này ví dụ cái lòng nó hỏng hoặc bê tông xi lanh nó hỏng ấy ạ, có thể ráp cái lòng 40 có lòng 40 mới nhỉ,
những dòng này có lòng mới luôn. Dòng này thông dụng đồ, có đồ mới luôn. Vâng, con số 13 đến từ thương hiệu Komatsu, 33cc, lòng 36 ly nhỉ. Có giá là 3,1 triệu nhưng mà con. Nguyên bản lên nguyên cho các bác 100% luôn. Cái dòng này thì khu vực Tây Nguyên là hay sản này đi ạ. Tại vì Tây Nguyên vùng đất nhiều, phát cỏ nhiều. Nên là dùng những loại máy lớn như vậy. Cực khỏe. Có thể lắp lòng 40 ly vào được ạ. Lòng mới 40 ly có. Cái dòng máy này. Cái dòng này máy này lòng hơi giống Hu 236 nhỉ. Có thể ráp cái lòng của máy Humala 236 vào ạ. Nói chung là con này cực kỳ thông dụng đồ. Rồi em vừa báo giá cho bà con 13 con máy. Và báo giá này em nhắc lại một lần nữa, đã bao ship ship toàn quốc ạ. Và đã có đồ đạc đầy đủ hết, là giá là như vậy ạ. Vâng, đồ gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo, tiếp mở buji và đầu dao ạ. Vâng, bác nào liên hệ cần chốt con nào, kết con nào thì gọi điện thoại số điện thoại 0973164668 nha. Kết bạn Zalo và yêu cầu em cho mình xem con A3 chẳng hạn ạ. Ví dụ con Tanaka A3 chẳng hạn ạ. Rồi em sẽ gửi video test lổ thử chi tiết ạ. Và sẽ hướng dẫn cách sử dụng luôn vào cái video đấy nha. Vâng, em xin kết thúc video tại đây ạ.